Vũ trụ là một không gian bao la rộng lớn và vô cùng bất biến, ẩn chứa những bí ẩn mà con người chưa từng tiếp cận. Cụ thể, ngay trong hệ mặt trời của chúng ta, hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ vẫn đang khiến các nhà khoa học đau đầu, nhức óc. Như chúng ta đều biết, hệ mặt trời là khu vực gần chúng ta nhất trong vũ trụ, tuy nhiên chúng ta chưa biết rõ mọi điều về nó. Mặc dù ngành khoa học vũ trụ đã có nhiều bước tiến mới, cùng với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến, nhưng vẫn còn đó những điều bí ẩn mà chúng ta chưa thể lý giải được. Những câu hỏi hóc búa về hệ mặt trời một ngày nào đó sẽ giúp chúng ta nhận ra được tại sao con người lại tồn tại và chúng ta sẽ còn tồn tại trong bao lâu, vân vân. Vậy có những bí mật nào mà khoa học chưa có lời giải đáp về hệ mặt trời của chúng ta? Bí mật đầu tiên, thế lực nào đã giết chết sao Kim? Sao Kim được mệnh danh là địa ngục bởi nó là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời, với nhiệt độ bề mặt lên đến gần 500 độ C và áp suất bề mặt lớn gấp 92 lần áp suất ở trái đất tại mực nước biển. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng sao Kim trước đây từng giống trái đất hiện tại, được bao bọc bởi biển nước, nuôi dưỡng sự sống trên hành tinh. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về sự xuất hiện của sự sống trên trái đất khi mà hai hành tinh này đều hình thành cùng thời điểm và cùng loại vật chất. Vậy nguyên nhân nào khiến sao Kim trở thành địa ngục? Có hai giả thuyết chính. Một là mặt trời đã nướng chín sao Kim. Hai là chính núi lửa đã làm điều đó. Thứ hai, nguồn gốc thật sự của mặt trăng. Sự hình thành của mặt trăng từng được cho là giống với sự hình thành của các hành tinh khác, là các mảnh vụn từ sự hình thành mặt trời đã trụm lại và tạo thành mặt trăng. Tuy nhiên, khi các phi hành gia thuộc sứ mệnh Apollo đem các mẫu bề mặt mặt trăng về trái đất và đem đi phân tích, câu chuyện đã khác đi hoàn toàn. Các nhà địa chất học đã nhận ra rằng mặt trăng được phủ bởi một loại đá đặc biệt tên là anorthosite. Chúng là loại đá lấp lánh, có màu sáng và có tính phản chiếu cao, nhờ đó mà mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm. Người ta cho rằng loại đá này chỉ có thể được tạo từ magma hay còn gọi là đá nóng chảy, cũng có nghĩa là mặt trăng có thể đã phải hứng chịu một nguồn nhiệt lượng lớn đến nỗi khiến nó gần như nóng chảy. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa chắc chắn, nhưng các giả thuyết đặt ra đều có viễn cảnh ngập tràn lửa đỏ. Thứ ba, sự sống có tồn tại trong chất thải người trên mặt trăng. Khi các phi hành gia thực hiện sứ mệnh Apollo hoàn thành nhiệm vụ để giảm khối lượng cho chuyến bay trở về từ mặt trăng, họ đã phải vứt bỏ chất thải lại. Xuyên suốt các sứ mệnh Apollo, các phi hành gia đã thải 96 túi chất thải người trên mặt trăng, và điều này đã đặt ra một câu hỏi thú vị về lĩnh vực sinh vật học vũ trụ. Chất thải người, cụ thể là phân người, chứa đầy vi sinh vật sống. Liệu chúng có sống được trên mặt trăng, nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt? Và nếu sống được trên mặt trăng, liệu chúng có thể sống sót qua các cuộc du hành không gian liên sao hay không? Nếu câu trả lời là có, liệu sự sống có thể được lan truyền từ hành tinh này sang các hành tinh khác, ẩn nấp trong tiểu hành tinh hoặc các thiên thể khác hay không? Bí ẩn thứ 4, liệu có nền văn minh tiên tiến khác trên trái đất? Trong khi các nhà khoa học khác luôn đi tìm các nền văn minh tiên tiến ở nơi sâu thẳm của vũ trụ, nhà khí hậu học Gavin Smith và nhà vật lý học thiên văn Adam Frank lại đặt ra câu hỏi khác rằng liệu đã có nền văn minh tiên tiến khác trong lịch sử của trái đất và hiện được chôn vùi sâu bên trong lớp vỏ trái đất? Câu hỏi này không nhất thiết là bí ẩn của hệ mặt trời, nhưng chúng có thể trả lời cho các câu hỏi khác trong quá trình khai phá vũ trụ của nhân loại. Đó là một dạng sống thông minh trên bất kỳ hành tinh nào đó, có thể để lại những dấu vết về sự tồn tại của nó ra sao. Thứ năm, liệu có thể lái một tiểu hành tinh tránh va vào trái đất? Thiên tai như núi lửa, động đất, bão, lũ lụt, vân vân là một phần tất yếu của sự sống trên trái đất. Tuy nhiên, có một loại thảm họa mà có lẽ chúng ta có thể tránh được, đó là sự va chạm của một tiểu hành tinh hoặc một thiên thạch lên trái đất. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta chưa từng thử làm trạch hướng bất kỳ tiểu hành tinh nào và không rõ liệu việc đó có khả thi hay không. Năm ngoái, NASA đã thực hiện sứ mệnh DART để thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi. Họ đã phóng một tàu thăm dò vũ trụ lớn bằng một chiếc ô tô. Nhiệm vụ của DART là đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos có đường kính 60m ở tốc độ 24.000 km/h nhằm giúp chúng ta giải đáp câu hỏi
liệu chúng ta có thể khiến một tiểu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó? Bí ẩn thứ 6. Sao Hỏa từng có sự sống. Sao Hỏa ngày nay được xem như một sa mạc hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng qua nhiều năm, các nhà khoa học đã phát hiện được nhiều bằng chứng của một sao Hỏa mà trước đây có thể đã từng giống trái đất. Nhà vật lý học thiên văn Lindsay Hayes nói, sao Hỏa bây giờ là một nơi rất khác so với chính nó 4 tỷ năm trước, nhưng bạn vẫn có thể thấy những bằng chứng cho thấy nó đã từng như thế nào. Bạn có thể thấy những thứ như tàn tích của một châu thổ sông lớn. Nó chỉ ra rằng không chỉ có nước mà còn có rất nhiều nước đã chảy trong một khoảng thời gian dài, khiến chúng bắt đầu lắng đọng trầm tích. Năm 2021, một chiếc rover thăm dò đã được phóng thành công lên sao Hỏa. Và đây là cơ hội tốt nhất giúp chúng ta trả lời câu hỏi liệu đã từng có sự sống trên sao Hỏa. Nếu câu trả lời là có, chắc hẳn nó có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về sự tồn tại của sự sống trong vũ trụ. Và cuối cùng, bí ẩn thứ 7. Liệu có hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời? Vào năm 2006, Liên đoàn Thiên văn Quốc tế đã bỏ phiếu thay đổi định nghĩa của một hành tinh và qua đó sao Diêm Vương không còn phù hợp là một hành tinh trong hệ mặt trời. Từ đó, hệ mặt trời chỉ còn lại 8 hành tinh chính thức. Nhưng sau đó, đã có nhiều manh mối cho rằng có một hành tinh khổng lồ đang ẩn nấp ở phía xa hơn cả sao Hải Vương và đang chờ được tìm thấy. Các nhà thiên văn học vẫn đang tìm kiếm hành tinh này và họ tiếp tục đặt nghi vấn về sự tồn tại của nó. Có thể những thiên thể càng nằm xa ngoài hệ mặt trời dường như bị tác động bởi trọng lực của chính chúng. Liệu những manh mối này sẽ dẫn chúng ta đến một hành tinh thứ 9 thực sự? Có thể là như thế, nhưng việc tìm kiếm đó chắc chắn sẽ không hề dễ dàng bởi khoảng cách quá xa